Xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Bạn Có Biết của chúng tôi ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với một khuôn mặt lần đầu tiên đến với VNTV của chúng ta. Đó là chị Francis Nguyễn Thế Thủy. Chị hiện tại là Chủ tịch Học khu Westminster. Trước hết, xin chào chị Thế Thủy. Chào chị Vân Anh và chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VNTV. Vâng, thưa quý vị, cái title của chị Francis hiện nay là Board of Trustees President của Westminster School District. Trước hết chị có thể giải thích cho Vân Anh cũng như quý vị khán giả được biết là cái title là như thế nào và cái nhiệm vụ của chị là như thế nào thưa chị? Kính thưa chị Vân Anh và kính thưa quý vị khán thính giả, thì để cắt nghĩa cho nó hơi dễ hiểu một chút, thì board member của một học khu nó cũng giống như là city council của một thành phố. Thì mỗi học khu mà con em quý vị đang học đều có một ủy viên giáo dục, tiếng Mỹ gọi là trustee of một cái school district. Trong trường hợp của Francis Thế Thủy thì thuộc về học khu Westminster, nơi mà có đông các em học, thì nguyên cái học khu đó gọi là học khu Westminster. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, học khu đây có nghĩa là học khu về giáo dục, tức là lo tất cả về trường học phải không chị? Dạ vâng. Dạ. Thì học khu Westminster bao gồm khoảng 17 trường, dạ, từ vườn trẻ cho đến lớp 8. Dạ vâng. Cho nên chị cũng là một trong những vị dân cử tại Westminster cũng như là nơi đâu tại San Diego của chúng ta cũng có những người mà giữ cái chức vụ giống như là chị Thế Thủy ở đây, và nhiệm vụ của họ rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục mà chúng ta hằng quan tâm cho con em của chúng ta, phải không chị? Dạ vâng, thì chị Vân Anh cũng biết và quý vị cũng biết, tất cả những người phụ huynh Việt Nam đều quan tâm tới vấn đề giáo dục của con em mình. Thì cái người ủy viên giáo dục có một cái sự quyết định rất là tối cao trong cái lĩnh vực giáo dục, liên quan tới học khu của con em mình đang học. Thì bởi vì sao mà những chỗ mà Francis Thế Thủy đi đều khuyến khích phụ huynh nên tham gia những cái sinh hoạt của con em mình, nên tham gia những cái sinh hoạt của học khu của mình để am tường và tìm hiểu cái chương trình giáo dục của con em của mình nó như thế nào. Dạ vâng. Vâng thưa quý vị, và chị, vì chị là chủ tịch của học khu Westminster, và thưa quý vị, cái điều rất là thú vị là chị là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam đầu tiên giữ chức vụ này hả chị? Dạ vâng. Wow. Thì cũng rất giống như những người dân cử khác, Francis Thế Thủy cũng phải đi ra vận động, cũng phải đi ra ứng cử và được dân ở trong thành phố Westminster bầu lên để trở thành một ủy viên giáo dục của học khu Westminster. Vâng, và thưa quý vị, và một cái điều đặc biệt hơn nữa là trong cái học khu mà chị đang làm việc, đó là học khu Westminster, thì học khu Westminster cũng là một học khu có chương trình song ngữ Việt Mỹ đầu tiên tại California và tại Hoa Kỳ, phải không chị? Dạ vâng, cái đó là một cái niềm hãnh diện của học khu Westminster. Thì nói về chương trình song ngữ Việt Mỹ thì cũng xin cắt nghĩa cho quý vị biết rằng là các em từ mẫu giáo cho đến lớp 2, hiện giờ tới lớp 2 thôi, các em có thể học 4 tiếng tiếng Việt mỗi ngày và 4 tiếng tiếng Anh mỗi ngày. Tất nhiên là học bất cứ môn gì thì cô giáo đều cắt nghĩa bằng tiếng Việt hết trong 4 tiếng đó. Rồi 4 tiếng sau thì học chương trình của tiếng Anh thì bằng tiếng Anh hết. Và nên nhớ là các cô giáo này, giáo viên này đều có bằng dạy song ngữ cho các em, chứ không phải là những các người phụ tá hoặc là những người tình nguyện viên. Họ đều có bằng cấp đi dạy hết. Như vậy có nghĩa là những thầy cô mà dạy trong cái chương trình song ngữ Việt Anh này, họ sẽ đã được đào tạo để dạy cái chương trình này tạo, chứ không phải là thầy cô nào cũng là dạy được, phải không chị? Thì tất nhiên chị Vân Anh cũng biết và quý vị cũng biết là mình muốn đi dạy một cái trường học ở Mỹ, mình phải có bằng, mình có phải có credential, và mình phải có ít nhất là bằng cử nhân, rồi những cái bằng cấp khác để mình đi dạy. Thì đây là chương trình được Bộ Giáo dục của California công nhận và chấp thuận để cho học khu Westminster thực hiện cái điều này cho các con em, ít nhất là Việt Nam của chúng ta trong học khu Westminster.
Và cho đến nay thì đã là bao nhiêu năm chương trình được chính thức cho các em theo học? Nếu mà tính ngược lại chút xíu thì Francis Nguyễn Thế Thủy cũng là ủy viên giáo dục được 4 năm rồi. Dạ. Thì chương trình này cũng bắt đầu cỡ 6-7 năm về trước. Dạ. Wow. Và cho đến nay thì sau Westminster đã có thêm những thành phố nào có chương trình này thưa chị? Sau Westminster thì theo như Francis Thế Thủy biết thì có Garden Grove cũng bắt đầu và Anaheim cũng bắt đầu. Và trên con đường đi sinh hoạt thì quý vị cũng biết Francis Thế Thủy là một người đi sinh hoạt cũng lâu năm, nên khuyến khích những giới trẻ ở khắp mọi nơi hãy tham gia đi vô dòng chính và có nên trở thành một ủy viên giáo dục của học khu mình đang ở. Thí dụ như chị Vân Anh biết là ở San Diego mình có bao nhiêu học khu, thì những học khu đó có những người dân cử của người Việt Nam mình chưa và đã đi vô học khu của mình để ra ứng cử chưa, thì cái đó là cái điều mà tốt lợi cho con em của chúng mình sau này, để hướng dẫn và khuyến khích con em của chúng mình học thêm tiếng Việt ở trong dòng chính. Dạ. Chị có thể giải thích thêm một chút xíu cụ thể về cái chương trình song ngữ Việt Anh, giống như chị nói là hiện tại bây giờ chương trình chỉ từ mẫu giáo cho đến lớp 2, và ở trong đó thì các em đi học sẽ học 4 tiếng tiếng Việt và 4 tiếng tiếng Anh mỗi ngày, tức là 8 tiếng đồng tháng chị. Dạ vâng. Và các em có quyền lựa chọn trong các môn học nào là tiếng Việt nào tiếng Anh phải không chị? Chứ nếu mà nói về chương trình thì song ngữ thì chị Vân Anh cũng biết đó là thí dụ như lớp mẫu giáo, các em thì phải học từ căn bản, đánh bằng A, B, C và cái từ ngữ tiếng Việt, trái cam thì là trái cam, viết bằng chữ tiếng Việt, sau đó dịch qua tiếng Anh là orange, thì rất là căn bản. Thì hiện bây giờ thì học khu chỉ đưa tới lớp 2, nhưng mà trong tương lai cái đường con đường dài của học khu Westminster thì chúng tôi sẽ đi tới lớp 8. Wow. Và cho đến nay thì giống như chị Thế Thủy vừa mới chia sẻ với quý vị là chương trình đã được 6 năm rồi, thì chị thấy cái kết quả như thế nào, là có được sự hưởng ứng của phụ huynh nhiều hơn hay không? Và cho đến ngày hôm nay thì quý vị phụ huynh đã thấy được cái quyền lợi cũng như cái lợi ích của các con em của chúng ta khi mà theo học cái chương trình song ngữ này như thế nào không chị? Quý vị cũng biết rằng là mình muốn cho con em chúng ta hãnh diện là người Việt Nam. Dạ. Yeah. Thì mình phải cho con em của chúng ta một cái hành trang. Yeah. Mà cái hành trang đó là gì? Hành trang đó là ngôn ngữ và là văn hóa. Thì không có cái gì hay hơn mà mình được dạy văn hóa của mình, ngôn ngữ của mình ở trong dòng chính để cho các em học. Và khi các em sau này ra ngoài đời rồi, các em biết được vốn liếng của tiếng mẹ đẻ, thì các em hãnh diện là người Việt Nam nhiều hơn. Yeah. Và quan tâm đến đất nước của chúng ta nhiều hơn. Và lẽ nhiên nếu quý vị lo xa hơn nữa, học có mất thì giờ hay không, học để làm chi? Nhưng mà trong tương lai, tất cả những công ăn việc làm, mà nếu mà các em nói được thêm một thứ tiếng, tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của các em, thì tiếng Việt là ngoại ngữ, mà các em biết được thêm một tiếng ngoại ngữ, các em dễ có công ăn việc làm hơn. Thì cái đó là hai điều tiêu biểu mà Francis Thế Thủy muốn gửi cho tất cả các phụ huynh, hãy khuyến khích cho các con em nên học song ngữ là như thế. Dạ vâng. Vân Anh cũng được nghe được nhiều ý kiến của các vị phụ huynh, tại vì các vị phụ huynh cũng lo cho con em mình thôi. Nếu mà cho các em học một cái chương trình mà song ngữ như vậy thì nhiều khi nó quá nhiều với các em, sợ là các em sẽ không có thu nhận được những cái điều dạy trong trường. Thí dụ như là thay vì học tiếng Anh không mà giờ phải học thêm một cái ngôn ngữ khác như vậy thì sợ là các em không có chịu nổi. Thì với một người đã kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, chị thấy cái điều này có đúng không chị? Cái điều này không đúng. Nếu mà nói theo thống kê thì quý vị có thể lên Google của quý vị kiếm ở trên mạng, em nào, giới trẻ nào mà học tiếng ngoại ngữ ở một cái lứa tuổi thấp nhất thì các em đó sẽ thông minh hơn. Cũng giống như mình học nhạc, tại sao phụ huynh muốn con em đi học nhạc, muốn con em đi học võ thuật, mà tại sao không cho con em mình học tiếng Việt? Francis Thế Thủy cũng là một phụ huynh. Thì khi các con em còn nhỏ cũng phải hướng dẫn các con em đi học tiếng Việt cuối tuần, mà bây giờ trong trường mỗi ngày đều có dạy tiếng Việt, tại sao mình không làm việc đó cho con em của chúng mình? Con em của chúng mình có một cái tài sản và vốn liếng mà sau này mà không ai có thể trao cho các con em được hết. Dạ vâng. Chị thấy là càng ngày thì có nhiều phụ huynh hưởng ứng chương trình này nhiều hơn phải không chị? Dạ có. Có một người nghị viên Việt Nam ở thành phố Stanton, ở thành phố Stanton kế bên thành phố Westminster, thấy chương trình này hay quá, cũng xin phép làm giấy tờ
để đưa con của mình qua học khu Westminster, học chương trình song ngữ. Wow. Và có những gia đình người Mỹ ghi danh cho con em mình học tiếng Việt, song ngữ Việt Mỹ. Thì tại sao mình là người Việt Nam mà mình không có khuyến khích con em mình học tiếng Việt? Thì cái đó là bổn phận của người Việt Nam của chúng ta, phải khuyến khích con em mình biết tiếng Việt, rành về ngôn ngữ Việt và hãnh diện là người Việt Nam. Vâng, rất là tuyệt vời thưa quý vị. Thì thưa quý vị, trong cái chương trình ngày hôm nay của VNTV, quý vị phụ huynh chắc chắn sẽ có thêm những cái ý kiến riêng cho riêng mình. Nếu một ngày nào đó tại San Diego của chúng ta cũng có chương trình song ngữ Việt Anh, quý vị phụ huynh sẽ không có phải lo lắng là có bắt con em mình học như vậy thì nhiều quá. Vì giống như là chị Francis vừa mới chia sẻ với chúng ta, các em học thêm một ngôn ngữ mà càng bắt đầu từ lúc nhỏ tuổi thì cái tỷ lệ mà các em thành công khi sau này các em lớn lên bước vào đời sẽ có nhiều hơn, phải không chị? Dạ vâng. Tức là chúng ta vừa học hỏi cái tiếng mẹ đẻ mà còn là một cái gọi là cái bonus cho các em khi mà chúng ta sống tại Hoa Kỳ. Dạ. Dạ đúng, chị Vân Anh nói rất đúng. Thì nhân tiện đây thì Francis Nguyễn Thế Thủy cũng mong mỏi quý vị phụ huynh, nếu mà trong chương trình học đường của các em chưa có chương trình song ngữ thì cuối tuần vẫn cho con em đi học tiếng Việt. Các trung tâm Việt ngữ. Dạ vâng. Và cố tranh đấu, cố gắng kêu gọi những giới trẻ khác đi vô dòng chính để trở thành ủy viên giáo dục, đem những cái sinh hoạt song ngữ này vô học khu của mình và cùng nhau để hướng dẫn giới trẻ cho thế hệ kế tiếp luôn luôn hãnh diện là người Việt Nam. Vâng, nói như vậy để thấy rằng để học khu Westminster có được chương trình song ngữ Việt Anh và các học khu khác như là Garden Grove thì những người đã qua một thời gian rất là dài, Vân Anh còn nhớ là kéo dài rất là nhiều năm để được chấp thuận, phải không chị? Bất cứ một cái gì mà mới bắt đầu cũng rất là khó khăn thì học khu Westminster đã làm được. Thì bây giờ có những cái tài liệu sẵn có những cái hoạt động sẵn có, nếu học khu nào muốn tìm hiểu hoặc muốn có những cái chương trình song ngữ đó thì có thể liên lạc với học khu Westminster. Thì mong rằng chúng ta có thể giúp nhau để thực hiện cái chương trình đó cho con em của chúng ta. Vâng, thưa quý vị, Vân Anh được biết đó là vì lúc nào chị cũng muốn hướng về giới trẻ, muốn giữ cái văn hóa cũng như là cái ngôn ngữ của người Việt Nam của chúng ta. Vì sao thưa quý chị, thưa quý vị, đó là chị Francis Nguyễn Thế Thủy trong suốt mấy chục năm, chị ở Mỹ bao nhiêu năm rồi chị? Francis Nguyễn Thế Thủy qua Mỹ từ năm 1975. Đến nay là 45 năm rồi. Trong suốt hơn 45 năm vừa qua, chị đã rất là tích cực sinh hoạt trong các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực sinh viên. Chị từng là chủ tịch của Tổng hội Sinh viên Việt Nam miền Nam California từ năm 1985 cho đến năm 1988, phải không chị? Và chị cũng là người nữ chủ tịch đầu tiên và tham gia những công tác văn hóa chính trị để hướng dẫn giới trẻ Việt Nam tại hải ngoại. Và Vân Anh được biết là cho tới ngày hôm nay chị vẫn tiếp tục ủng hộ cho Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Nam California của chúng ta trong các dịp Tết hàng năm. Dạ vâng. Thì có thể một buổi nào khác mình có thể tâm tình thêm về những cái sinh hoạt của sinh viên, nhất là Tổng hội Sinh viên Việt Nam Nam Cali. Thì cái đó là câu chuyện dài, mấy chục năm. Thì có thể nói là một sự hãnh diện là các em bây giờ đứng ra lãnh đạo Tổng hội Sinh viên Việt Nam Việt Nam Cali ở cái lứa tuổi 20. Thì cái lứa tuổi đó lúc mà Thế Thủy làm chủ tịch thì các em chưa sanh ra đời. Đúng rồi. Và thưa quý vị, Vân Anh cũng biết là chị Francis Nguyễn Thế Thủy của chúng ta ở đây có rất là nhiều những cái đầu tiên. Chị cũng là chủ tịch văn phòng thương mại của Westminster, cũng là người Việt Nam đầu tiên. Và thưa quý vị, bên cạnh đó chị cũng là người rất là tích cực trong phong trào hướng đạo. Chị có thể nói thêm tí xíu về cái này không chị? Nhắc về hướng đạo thì năm 75 thì khi còn trong trại tị nạn thì Thế Thủy có tham gia những sinh hoạt hướng đạo. Nhưng mà bẵng đi một thời gian mình đi con đường hoạt động của bên sinh viên. Thì cho đến năm 83 Francis mới trở lại làm trưởng hướng đạo ở Liên đoàn Lam Sơn ở Southern Bắc. Thì cách đây 2 năm Boy Scout of America thuộc Council, Orange County Council có mời Francis Thế Thủy làm chairperson để coi toàn vùng Orange County Council trong cái hai district là El Capitan District
và Orange Frontier District, thì hai cái district đó là hai cái đạo, hướng đạo đó có cỡ 82 đoàn thể ở dưới quyền của Francis Thế Thủy để hướng dẫn hướng đạo đi vô một con đường mà có thể giúp các em có một cái sinh hoạt lành mạnh cuối tuần. Mà, vâng, rất là hay. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta mong rằng các em trong tổng hội sinh viên cũng như là hướng đạo sẽ tiếp tục đi theo con đường mà chị Francis Nguyễn Thế Thủy đã miệt mài làm việc trong suốt 45 năm vừa qua, và cho tới ngày hôm nay chị cái ngọn lửa nhiệt huyết trong người chị cũng không có cái gì thay đổi mà còn nhiều hơn nữa phải không chị? Tại vì nó vô trong máu rồi. Và thưa quý vị, đó là chương trình ngày hôm nay với Vân Anh và chị Francis Nguyễn Thế Thủy nói về cái chương trình Song ngữ Việt Anh. Thưa quý vị, Vân Anh mong rằng một ngày mà San Diego của chúng ta cũng có chương trình này thì ngày đó sẽ không xa. Tuy nhiên, để có được cái điều này xảy ra thì chúng ta cũng phải bắt đầu từ một cái đống lửa nào đó, phải không chị? Tức là chúng ta phải tìm hiểu, và giống như chị vừa mới chia sẻ với chúng ta là tại San Diego của chúng ta cũng có thể tìm hiểu với học khu Westminster. Bất cứ một cái công tác nào mình phải có một cái ước muốn. Nếu những phụ huynh giới trẻ muốn đi vào dòng chính ở trong cái học khu Westminster, học khu ở đây thì không biết học khu ở đây tên gì, mà thì học khu Westminster, Francis có thể với tính cách cá nhân có thể hứa giúp để cho ở dưới đây có một cái học khu mà có một người đại diện. Dạ vâng. Và thưa quý vị, cũng như là chị Francis nói đến đây thì Vân Anh thấy rằng cái chương trình Song ngữ Việt Anh đã được chấp thuận và đã được áp dụng trong trường do chính Bộ Giáo dục của Hoa Kỳ. Điều đó để nói lên rằng trong suốt hơn 45 năm vừa qua, khi mà chúng ta đặt chân đến Hoa Kỳ, đến nay đã có rất là nhiều trung tâm Việt ngữ ở khắp nơi, phải không chị? Thì chúng ta thấy là con đường mà chúng ta đi, tức là chúng ta giữ cái ngôn ngữ Việt của chúng ta đã đi đúng đường. Mong rằng quý vị phụ huynh tiếp tục gọi là khuyến khích cũng như là hướng dẫn các em đi học tiếng Việt vào cuối tuần của các trung tâm Việt ngữ tại San Diego của chúng ta, và ước mong một ngày nào đó tại các trường tiểu học của San Diego của chúng ta sẽ có chương trình Song ngữ Việt Anh cũng giống như là Westminster Garden Grove, và chương trình này sẽ được nới rộng ở mọi nơi, phải không chị Thủy? Khắp mọi nơi. Chị Thủy có điều gì trước khi chúng ta chia tay? Trước hết thì xin cảm ơn chị Vân Anh và quý vị khán thính giả đã lắng nghe những cái lời tâm tình của Francis Nguyễn Thế Thủy. Mong rằng chúng ta hãy cùng nhau, cùng mình đã nói là phối hợp với nhau để những gì chúng ta làm đều cho thế hệ kế tiếp, vì cái đó là tương lai của đất nước mà mình cần những người trẻ sanh ở đây, sống ở đây luôn luôn hãnh diện là người Việt Nam, và điều tiên quyết mình phải là người đưa cho các em những cái hành trang đó. Vâng, và một điều rất là quan trọng đó là, thưa quý vị phụ huynh cũng như các em, khi chúng ta biết thêm một ngôn ngữ nữa, tức là tại Hoa Kỳ biết tiếng Anh là điều đương nhiên rồi, nhưng mà khi các em biết thêm một ngôn ngữ nữa, đặc biệt là ngôn ngữ Việt Nam, thì các em sau này khi ra xin việc làm, các em sẽ lương cao hơn, và cái con đường tương lai sẽ có nhiều thuận lợi hơn là chúng ta không biết thêm một ngôn ngữ thứ hai. Cảm ơn chị Francis Nguyễn Thế Thủy rất là nhiều cho buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin thân ái chào tạm biệt.